Ngay trong đêm ngày 26 tháng 3, sau khi trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia thuộc lượt về bảng F, vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á kết thúc được vài tiếng, VFF đưa thông báo đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, khép lại thời gian tại vị kéo dài gần 400 ngày của vị trí lực gia người Pháp về bóng đá Việt Nam. Một triều đại nỗi buồn lấn át niềm vui quá nhiều. 27 tháng 2 2023, Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố huấn luyện viên Chu Dê sẽ là thuyền trưởng đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 quốc gia. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Không lâu sau khi ký hợp đồng, huấn luyện viên Chu Dê bắt đầu hành trình của mình bằng việc dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự Doha Cup, một giải giao hữu cho lứa U23 tại Doha, Qatar. Chung cuộc, U23 Việt Nam đứng cuối cùng ở Doha Cup 2023 với 3 trận không thắng, trong đó có 2 thất bại và không ghi được bàn nào. Cuối tháng 4 đầu tháng 5, nhiệm vụ của huấn luyện viên Jose tiếp tục với lứa trẻ khi cục U22 Việt Nam dự SEA Games 32 ở Campuchia. Dù nhận nhiều chỉ trích, ông vẫn đưa U22 Việt Nam vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại 3 thắng, 1 hòa. Khi ấy, U22 Việt Nam bắt đầu nhận thêm những lời khen cho sự tiến bộ trong lối chơi. Tuy nhiên đến bán kết, U22 Việt Nam lại thất bại 2-3 để đáng tiếc trước U22 Indonesia. Trong đó có 2 bàn thua đến từ những pha ném biên mạnh của Pratama Akhan. U22 Việt Nam chấp nhận xuống chơi trận tranh huy chương đồng. Tại đây, thầy trò Luyện viên Juze thắng Myanmar và xếp hạng 3 chung cuộc. Tháng 6 năm 2023, huấn luyện viên Juze có trận đấu đầu tiên với đội tuyển Việt Nam. Đội chiến thắng Hồng Kông Trung Quốc trong trận đấu giao hữu tại sân Lạch Tray. Sau đó, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thắng Syria 1-0 và Palestine 2-0 trong những trận giao hữu tiếp theo. Song song với đó, tháng 9 năm 2023, huấn luyện viên Juze đưa U23 Việt Nam vượt qua vòng loại U23 châu Á 2024. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Juze đã thắng Guam 6-0, Yemen 1-0 trước khi hòa Singapore 2-2 trong trận đấu chỉ mang tính chất thủ tục do đã sớm cầm chắc ngôi đầu. Sang tháng 10, đôi chân của đội tuyển Việt Nam nhanh chóng trở lại mặt đất với loạt trận giao hữu toàn thua trước các đối thủ đều đánh giá mạnh hơn là Trung Quốc, Uzbekistan và đặc biệt là Hàn Quốc, đối thủ thắng chúng ta 6-0. Tháng 11, huấn luyện viên Juze mới có trận đấu chính thức đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ở giải chính thức thuộc vòng loại 2 World Cup 2026. Những chiến binh sao vàng khởi đầu đầy thuận lợi với chiến thắng 2-0 ngay trên sân Philippines. Tuy nhiên, khi trở về Mỹ Đình, Việt Nam lại nhận thất bại đầy đáng tiếc trước Iraq ở những phút cuối. Tạm gác lại trận thua tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Qatar giữa Asian Cup 2023 vào tháng 1 năm 2024. Giải đấu chúng ta tiến vào đến tứ kết năm 2019. Tuy nhiên, mục tiêu lại một lần nữa không thành công khi đội tuyển Việt Nam thua cả 3 trận, gồm mọi cung bậc cảm xúc. Từ một trận thua đầy hy vọng 2-4 trước Nhật Bản, đầy thất vọng 0-1 trước Indonesia và tiếc nuối với tỷ số 2-3 trước Iraq để rồi trắng tay rời Qatar. Và đến tháng 3 năm 2024, mọi chuyện trở thành giọt nước tràn ly khi đội tuyển Việt Nam thất bại cả hai lượt trận 3 và 4 của vòng loại 2 World Cup 2026 trước cùng một đối thủ là Indonesia. Việt Nam gần như hết cửa đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2026. Với chỉ 4 chiến thắng qua 14 trận, huấn luyện viên Juze có tỷ lệ thắng thấp nhất trong các đời huấn luyện viên ngoại từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam 28,57%. Khi ông Juze tiếp quản ghế huấn luyện viên trưởng, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 94 FIFA. Nhưng hiện tại, đội rơi xuống thứ hạng 105, thấp nhất trong nhiều năm và sẽ còn rớt sâu hơn nữa khi thua thảm đội xếp dưới Indonesia 0-3. Hùng Dũng đã nói, huấn luyện viên có thể đến và đi, nhưng đội tuyển Việt Nam thì vẫn còn ở mãi đó. Đúng vậy, cảm ơn và chào tạm biệt với huấn luyện viên Juze, còn bóng đá Việt Nam thì vẫn phải tiếp tục phát triển.